Nhiều bác còn lăn tăn là vận chuyển vào trong miền Nam này, chuyển vào Cần Thơ, chuyển vào Vũng Tàu, chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, chuyển vào đi các tỉnh như thế nào. Thì đây là một trong ba cái đáp án mà em muốn gửi đến các bác các bác nhé. Đó chính là gửi xe ghép các bác, gửi xe ghép. Với cái hình thức gửi xe ghép như thế này thì em phải bọc lại rất cực kỳ là kỹ lưỡng. Đầu tiên là một lớp ni lông, các bác nhìn thấy là một lớp ni lông này. Đấy. Và thứ hai là một lớp đệm mút như thế này. Các bác nhìn thấy đấy, cái lớp đệm này cực kỳ là dày ấy, và nó có độ nún nên là tránh được cái tình trạng là va đập. Và khi xếp lên này thì bọn em phải giám sát cực kỳ là kỹ lưỡng và phải đảm bảo rằng những cái sản phẩm của bác nó phải được xếp gọn gàng ấy, tránh cái tình trạng đi xa mà nó bị gãy hay là nó bị rơi ra, thì cái điều này là không có các bác nhé, điều này là không thể có. Đây là cái bộ combo mà em gửi vào trong Bình Dương cho bác khách ở trong Bình Dương này ạ. Thì ngoài cái phương pháp là gửi xe ghép cực kỳ là tiết kiệm này ra, toàn bộ combo của bác ấy, một bàn thờ gia tiên này, tam cấp bàn thờ gia tiên này, một bàn ăn 8 ghế này, và một bàn thần tài này, một bàn thờ nhỏ là bằng gỗ nữa, thì chỉ có hết 3 triệu đồng từ Nam Định vào trong tới Bình Dương thôi các bác nhá. Đấy, ngoài cái hình thức là vận chuyển xe ghép như thế này ra thì nhà em còn có cái vận chuyển nữa là vận chuyển bằng xe khách. Thì vận chuyển xe khách sẽ đi nhanh hơn đấy, tiết kiệm nhanh thời gian nhanh hơn đấy, từ đây vào trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì nó chỉ mất tầm khoảng là 2 ngày 1 đêm thôi các bạn ạ. Đấy, chỉ mất tầm khoảng 2 ngày 1 đêm, nhưng mà cái vấn đề của thằng xe khách ấy thì giá cước phí nó sẽ cao hơn. Nhưng mà nếu bác nào cần gấp, cần ngay ra ngoài ấy, đấy, cần ngay luôn ấy, thì em có thể gửi xe khách cho các bác đấy. Hoặc các bác nào muốn tiết kiệm cái chi phí vận chuyển ấy mà chỉ có vài trăm nghìn, như em gửi một chiếc bàn thờ từ bên em vào trong tới thành phố Hồ Chí Minh chỉ hết có 800 nghìn đến 900 nghìn thôi. Đấy là một chiếc bàn thờ không các bác nhá, thì nó dán cực kỳ là rẻ. Và lắp đặt ấy, thì em đã có những video hướng dẫn các bác lắp đặt cụ thể. Đấy, thì các bác có thể lắp đặt được, hoặc là muốn chuyên nghiệp hơn thì các bác có thể thuê một hai người thợ ở trong đó, các bác có thể lắp đặt với những cái hạng mộng thắt hay là những cái hạng mộng thường ở bên em thì đều có video hướng dẫn lắp đặt cụ thể luôn các bác nhá, và đánh số thứ tự cực kỳ là cụ thể. Và có một cái hình thức vận chuyển nữa, đó chính là bên em tự vận chuyển vào đó với những cái hàng công trình như là nội thất nhà thờ này, nội thất nhà thờ gỗ ba gian này, đấy, nội thất phòng thờ lớn to này, đấy, với những cái đơn hàng lớn thì bên em là chính thức bên em sẽ vận chuyển và vào đó lắp đặt cho các bác. Tại vì những cái nội thất không gian như nhà thờ có những cái bộ hoành phi đấy, hay là có những bộ cửa võng, có những cái bức hoành phi, những bức câu đối làm nó cực kỳ công phu, và khi lắp đặt lên ấy, thì phải người thợ người ta phải vào đó lắp đặt, tại vì trong đó nó còn phải chỉnh sửa bào gọt đi các bác nhá, để sao cho nó vừa vặn nhất với cái không gian nội thất nhà thờ gỗ ba gian của nhà mình, thì bên em phải vào lắp đặt đấy, và vào vận chuyển và lắp đặt cho các bác, thì lúc đó là bên em sẽ vào đấy. Thì tóm lại là có 3 hình thức vận chuyển chính, đầu tiên là gửi xe ghép giá thành rẻ nhất nhưng mà thời gian chờ đợi nó sẽ lâu và cái cước phí là nó rẻ. Cái thứ hai là gửi xe khách đấy, nhanh đi hàng ổn định nhưng cước phí sẽ nhỉnh hơn một xíu. Và cái thứ ba là bên cơ sở đồ gỗ Gia Vũ bên em sẽ vận chuyển vào cho đó cho các bác và lắp đặt cho các bác, nhưng với những cái đơn hàng nó cầu kỳ kỹ thuật cao thì bên em sẽ vào lắp đặt cho các bác nhé. Đấy, thì hôm trước em có nói qua về cái bộ bàn ghế này thì nhiều bác hỏi em là nhà em là chuyên về đồ thờ mà sao lại có cả cái bàn ghế. Thì xin thưa với các bác rằng em muốn trên cái không gian mạng của em, trên cái kênh YouTube đồ gỗ Gia Vũ bên em thì chuyên về đồ thờ các bạn, chuyên về đồ thờ, em sẽ đi sâu vào đồ thờ ở trên cái kênh YouTube đó. Nhưng mà có nhiều các bác bảo là ví dụ các bác muốn đặt cái đồ gỗ nó chung một cái cơ sở để mai sau có cái vấn đề gì các bác có thể bảo hành ấy, bảo dưỡng cho nó tốt, hoặc là đặt chung vào một chỗ như vậy để gửi xe gửi hàng cho nó thuận tiện. Thì đây là một trong những cái lý do mà các bác có cái nhu cầu đặt cơ sở đồ gỗ Gia Vũ bên em về cái vấn đề hàng gỗ này. Nhưng mà xin thú thật với các bác rằng để làm những cái hàng này thì bên em đều làm được các bác, đều làm được đấy. Nhà em làm những hàng công trình cửa, cầu thang, tủ bếp, hàng ốp trần, ốp tường, hay là nội thất phòng thờ, bàn ghế ăn, bàn ghế khách đều có thể làm được các bác nhá. Nhưng mà trên không gian mạng thì em muốn chuyên sâu nhất về cái vấn đề là về đồ thờ và nội thất phòng thờ và nhà nội thất nhà gỗ ba gian các bạn. Thì với cái bộ bàn ghế này em làm cho một bác khách ở Bình Dương đấy, thì bộ bàn ghế ăn là 8 ghế, và đặc biệt nhất là cái bàn này là mặt bàn dày 2 phân ấy,
khuôn là dày 5 phân carbon, để cực kỳ là dày và cực kỳ là chắc chắn. Và đây là một trong cái mẫu đơn giản nhưng mà nhìn hiện đại, khi kết hợp với cái không gian nhà bếp hiện đại thì nó cực kỳ là hợp và cực kỳ là đẹp các bác nhé. Và đặc biệt trên chiếc bàn này đó chính là bộ bàn ghế các bạn, là bộ tám ghế đây các bạn. Bộ tám ghế này thì được em làm mày dày 3 phân, cái hàng mặt ván là dày 3 phân, tựa lưng cũng dày 3 phân và bào lượn đi những cái hình uốn, những cái hình cong như vậy. Đấy, nó tạo lên cái tư thế ngồi thoải mái nhất cho bác khách. Và tất cả những cái hàng gỗ này đấy, đều được em chọn cho bác lại những cái tấm vân gỗ đẹp nhất, ưng ý nhất cho cái dòng hương đá. Và những cái tấm này thì đều em chọn lựa này, em quay video này, em gửi cho các bác ấy. Phần mặt bàn, phần khuôn bàn, những cái phần kết cấu lên của cái bàn này, về gỗ lạt này, em sẽ đều quay video lại gửi cho các bác. Đây là hình ảnh em bọc hàng này, một lớp ni lông này, chống xước này và một lớp bìa đệm bên ngoài, cực kỳ là chắc chắn.